Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như thường lệ, mình không biết sao rằng Vinh Tokuda của mình đã quay trở lại. Ở số công nghệ tèo ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một con màn hình đến từ Asus. Và đây, cho anh em cũng nhìn ra rồi. Và không biết thì đây với cái kích cỡ như này nó có thực sự được coi là một con màn hình chơi game hay là không. Hay là nói đúng hơn thì đây là một con TV để chơi game. Thì ở video này chúng ta hãy cùng làm sáng tỏ hơn về con màn hình này. Các ông lớn đang chạy đua trong việc sản xuất ra những cái màn hình gaming có những tính năng và công nghệ nổi trội để ganh đua và vượt xa hơn những cái đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên là vào khoảng giữa năm 2019 thì Asus đã cho trình làng anh em một con màn hình cực khủng với kích cỡ lớn là 43 inch và 4K có tên là LG Strix XG438Q. Và sau một thời gian test cũng như là sử dụng con màn hình này thì thực sự là nó không giống với quảng cáo cho lắm và nó còn rất nhiều những cái bất tiện và những cái điểm yếu cần được cải thiện. Nói sơ qua về cấu hình của LG Strix XG438Q thì Asus cho chúng ta một màn hình 43 inch, tầng số quét là 120Hz, độ phân giải là 4K 3840x2160, tích hợp công nghệ AMD FreeSync 2HDR, độ tương phản động đáp ứng yêu cầu chuẩn display HDR600, DCI-P3 90%, Shadow Boost, kèm theo đó là hai loa 10W và một điều khiển từ xa. Và theo như thông báo cũng như là quảng cáo đến từ Asus thì với màn hình 43 inch như thế này thì anh em sẽ có một cái góc nhìn tốt hơn, thì đi kèm theo đó là trải nghiệm chơi game tốt hơn cũng như là mọi thứ đều tốt hơn. Thì nó giống với cái kiểu là bigger is better ấy, thì kiểu to hơn là tốt hơn, tuy nhiên thì không phải cái gì to hơn thì cũng tốt hơn, đúng không nào? Cho nên là với độ lớn này thì khoảng cách anh em nhìn vào màn hình sẽ phải rất là xa để đảm bảo an toàn cho mắt. Nếu trong quá trình sử dụng mà anh em nhìn quá gần vào màn hình thì nó sẽ gây cảm giác mỏi mắt, khó chịu hay thậm chí là kể cả chóng mặt, buồn lưỡi khi mà chơi những tựa game FPS như là Valorant và CSGO, thì đương nhiên rồi chúng ta phải điều tiết mắt khá là nhiều. Và để khắc phục bằng cách sử dụng như một màn hình TV thì anh em ngồi xa để trải nghiệm những tựa game bằng console thì tính tiện dụng nó sẽ không còn nữa. Và trên thực tế thì game console đã được các cái nhà sản xuất game tinh chỉnh để phù hợp với việc là anh em chỉ chơi game bằng TV mà thôi. Và TV thôi cũng là quá đủ rồi. Thì cũng trên thực tế, với 30 triệu anh em hoàn toàn có thể mua một con màn hình 45 inch 4K và thậm chí là cong nữa để có thể quẩy những cái tựa game trên những cái máy chơi game console và xem phim cũng vậy. Với một cái màn hình to hơn thì đương nhiên sẽ tốt hơn rồi. Chưa kể là với cái màu sắc cho việc xem phim thì những con màn hình TV sẽ đáp ứng tốt hơn so với việc là một con màn hình để chơi game mang lại. Và sẽ có một cái thực tế nữa là khi mà anh em chơi game, từ chơi game sang xem phim như con màn hình này, anh em sẽ phải điều chỉnh cái chế độ màu, nó cũng không hề tiện dụng một tí nào. Và vì như vậy, anh em vẫn cần một con màn hình nhỏ hơn để xử lý các cái tác vụ và làm các công việc thông thường. Hoặc anh em sẽ phải mang bàn phím ra xa để sử dụng với màn hình, thì cái điều đấy nó cũng thực sự là không thoải mái một chút nào. Và màn hình này thì nó chỉ phù hợp là một con màn hình thứ hai để trang trí và làm đẹp góc gaming khi mà anh em cực kỳ đẹp trai, cũng như là làm một con màn hình phụ mà thôi. Mình đã chơi game ở nhiều khoảng cách khác nhau và để có thể cảm thấy thoải mái nhất khi chơi game với con màn hình 43 inch này thì cái khoảng cách tối thiểu là từ 3 đến 4 mét để có trải nghiệm tốt nhất cũng như là an toàn nhất cho mắt. Tuy nhiên thì đây là ở trong studio rộng và mình có thể sắp xếp chỗ ngồi thoải mái. Còn với những anh em có góc gaming chật và hẹp thì nó sẽ rất khó để sắp xếp cũng như là chọn cho mình một cái khoảng cách phù hợp. Thì với cái khoảng cách như vậy thì nếu mà anh em sử dụng toàn bộ những cái thiết bị như là chuột, bàn phím đều là có dây thì khoảng cách từ TV nối ra PC và từ PC nối ra bàn phím và chuột thì anh em sẽ phải có một cái đoạn dây khá là dài và lòng ngoằng khoảng 3m và nó không hề gọn gàng chút nào. Thì để mà nâng cao trải nghiệm người dùng thì anh em sẽ phải đầu tư thêm một bộ bàn phím và chuột không dây như thế này hoặc là xịn hơn. Thì như vậy thì ngoài cái việc mua một con màn hình, mua PC và anh em, nếu mà anh em chưa có sẵn những cái bộ bàn phím và chuột không dây thì anh em sẽ phải đầu tư thêm một khoản nữa. Và theo mình thì nó không đáng cho lắm. Với cái khoảng cách như vậy thì kể cả là 43 inch hay thậm chí là lên đến tận 45 inch thì khi anh em nhìn xa như vậy, cái khoảng cách thực sự chúng ta nhìn vào, cái kích cỡ của màn hình thực sự chúng ta nhìn vào và cảm nhận được nó chỉ tương đương với những con màn hình 27 inch và 32 inch khi mà anh em ngồi gần mà thôi. Và với tần số quét là 120Hz trên chiếc màn hình này là đủ cho anh em trải nghiệm game. Tuy nhiên thì mình đã kỳ vọng nhiều hơn trên chiếc màn hình này. Với những cái công nghệ mà Asus đặt vào thì LG Strix XG438Q nó xứng đáng có một cái tần số quét ở mức cao hơn như là 144 chẳng hạn, thì nó sẽ đem đến cái trải nghiệm tốt hơn khi chơi game. Vì khi anh em mua sản phẩm này thì chắc hẳn là đến 90% là nó phục vụ để chơi game rồi. Thế cho nên cái tần số quét cao nó cũng là một cái điều tối quan trọng, đúng không nào? Một điều nữa là khi chơi những tựa game FPS ngắm bắn những cái mục tiêu từ xa thì với khoảng cách ngồi là từ 3 đến 4 mét thì anh em sẽ rất là khó để có thể ngắm bắn chính xác những cái mục tiêu dù kích cỡ màn hình là 43 inch đi chăng nữa. Và anh em còn có thể dễ bị phân tâm bởi những cái thứ xung quanh màn hình và khó tập trung vào cái mục tiêu mà cần ngắm bắn. Và về mục đích giải trí, xem phim thì con màn hình này nó chỉ đáp ứng ở mức vừa và đủ, khi mà với kích cỡ này thì nó quá nhỏ
để xem phim với 2 người và quá to để xem phim với 1 người. Và con màn hình này thì nó là một con màn hình để chơi game, cho nên là dù thế nào đi chăng nữa thì với những cái tinh chỉnh về màu sắc hay là những cái tính năng thì nó chỉ phù hợp nhất cho việc chơi game mà thôi. Và với những công việc xem phim như vậy thì anh em cũng chỉ ở mức vừa vừa mà thôi, không thể nào mà xuất sắc được bằng những cái con màn hình TV chuyên dụng cho việc xem phim được. Và với cái mức giá dao động là khoảng 30 triệu đồng đổ lên hay đổ xuống, anh em sẽ có rất nhiều những cái lựa chọn tuyệt vời khác dành cho màn hình gaming với tần số quét cao là 144, 165 hay thậm chí là 240Hz trên tấm nền IPS HDR phục vụ cả công việc liên quan tới đồ họa và phim ảnh. Và tất nhiên là với những ưu điểm kể trên mình vừa kể thì LG Strix XG438Q vẫn có những ưu điểm nhất định. Thì với anh em là fan của LG Strix muốn cho góc gaming của mình trở nên hoành tráng hơn, hợp lý hơn và làm bản thân mình trở nên đẹp trai hơn thì đây vẫn là một con màn hình vô cùng hợp lý cho anh em. Và đồng thời như vậy, XG438Q vẫn đáp ứng cho anh em để chơi những cái tựa game đỉnh cao ở một cái trải nghiệm chơi game tốt với cái màu sắc và tinh chỉnh phù hợp cho những cái tựa game này. Và ngoài ra thì khi mà anh em chơi xác định chơi game bằng con màn hình này, anh em vẫn phải quan tâm về cái vấn đề là khoảng cách từ màn hình cho đến mắt người, mắt mình xem ấy, nó phải ở một cái khoảng cách phù hợp để đảm bảo tốt nhất cho cái mắt của bạn không bị ảnh hưởng bởi cái tác động về ánh sáng. Và tóm chung lại thì Asus đã đưa những công nghệ tốt nhất mà họ có trên chiếc màn hình này. Tuy nhiên với độ lớn và trải nghiệm sử dụng thực tế vẫn còn khá là nhiều những cái bất tiện và chưa phù hợp để sử dụng nếu như kinh tế của anh em còn dừng lại ở mức eo hẹp hay thậm chí là chỉ vừa và đủ. Bên trên thì là tất cả những gì về con màn hình này cũng như là số công nghệ tiêu này. Và các bạn nghĩ sao về con màn hình này? Hãy để lại comment ở phía dưới. Cũng như đừng cần ngại và để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và bấm nút subscribe thì cái chuông nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất. Đến đây thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình là Victor Buda, phóng viên sản phẩm tại Hà Nội Computer.